loài chim sát thủ cao bằng người chuyên tàn sát đồng loại. Cò mỏ dày có thể cao hơn 1,5 mét và là động vật ăn thịt phục kích đáng sợ, chuyên đứng im trong đầm lầy trước khi lao thẳng xuống để nuốt chửng con mồi bằng chiếc mỏ khổng lồ. Loài chim hung tợn trông như quái vật tiền sử này có chiếc mỏ dài 0,3 mét đầy sắc cạnh, là loài chim có mỏ lớn thứ ba trên thế giới. Chiếc mỏ ngoại cỡ và đôi chân dài gân guốc biến nó thành hung thần đầm lầy, chuyên tấn công những con mồi mất cảnh giác và nuốt chửng toàn bộ. Một nghiên cứu công bố năm 2015 phát hiện cá trê là con mồi phổ biến nhất của cò mỏ dày, chiếm khoảng 71% chế độ ăn của chúng. Tuy nhiên, loài chim này cũng ăn lươn, rắn, thậm chí cả cá sấu con. Cò mỏ dày chủ yếu sống đơn độc, nhưng ghép đôi trọn đời và đẻ 3 quả trứng trong một ổ. Nhưng do sự cạnh tranh giữa các con non, chỉ có một con chim non sống sót tới tuổi trưởng thành.